23 giờ 45 đêm 20 tháng 7, nam ca sĩ Charlie Puth đáp xuống sân bay Cam Ranh Việt Nam sau khi xuất phát từ Mỹ và quá cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Anh đến Việt Nam để biểu diễn chính trong đại nhạc hội 8 Wonder tại Vin Wonder Nha Trang vào ngày 22 tháng 7 tới. Charlie Puth là ngôi sao lớn của giới âm nhạc Mỹ với hàng loạt ca khúc hit quen thuộc với khán giả Việt Nam và toàn cầu. Theo tiết lộ của ban tổ chức 8 Wonder, khi thỏa thuận đưa anh đến Việt Nam, phía quản lý của Charlie Puth yêu cầu gắt gao về việc đảm bảo an ninh cho nam ca sĩ. Sau khi đáp máy bay, Charlie Puth và ekip được hộ tống bằng đoàn xe VF9. Họ được đưa từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang và lên tàu về đảo Hòn Tre. Tại đảo Hòn Tre, đảo lớn nhất và đẹp nhất của vịnh Nha Trang, nam ca sĩ nghỉ tại Vinpearl Nha Trang, được đảm bảo sự riêng tư để anh thư giãn sau những chặng bay dài. Ban tổ chức cũng sắp xếp cho Charlie Puth lịch trình tổng duyệt riêng vào trưa 22 tháng 7. Trước đó, ekip của anh sẽ lập trình ánh sáng trên sân khấu vào tối 21 tháng 7 để đảm bảo chất lượng kỹ thuật như các show khác trong chuyến lưu diễn của nam ca sĩ.